mới xài đó chứ không đừng xài đó chị. Không không có nhẹ hơn nhiều đâu. Bấm vui mà. Hả? Bấm vui. Ồ, bấm mất cảm giác á. Cứu bảy cạnh kìa. Chờ cứ ráng cảm giác á. Mấy kia là ông quá. Không màu không bao nhiêu đâu. Anh kêu có bộ đặc biệt anh kêu. Rồi mắc quá. Đã có 4k à. Được rồi đây bà. 4k mặc lên người thôi mà. Trời đúng, nhưng mà nhìn cưng quá. Sao rồi bà? Những bộ outfit mà Lim có ngực ấy thì hiếm lắm đấy. Bà đúng rồi, sao lại em kiếm không có đâu. Thích. Ok. Kéo được chữ trà. Sâm. Nó... Sâm mà có lông nam thì sao nhở? À, Sâm có lông nam chắc đẹp mèo, mèo dương quạ quá. Ủa? Cái bot này gì vậy? Sâm lông nam là nó thành cái gì? Sâm mơ thơ. Đét mà có tập lean đồ mẹ sao cầm búa ta? Búa nhỏ lại. Búa nó bé thôi. Búa là gì? Tập lean bên đây còn sách được con bot này bằng một tay thôi. Trong khi... Một tay à? Búa cầm một tay à? Búa cầm một tay kiểu cái búa sửa chữa vũ khí này ấy. Cầm mỗi ngày mà. Hỏi luôn. Ê kiểu cái búa này. Lin Lin sẽ xài búa này. Nói ra cho mi Vinh Quang mở ra năng lượng. Tôi bảo nha, tôi sẽ là người mở dương nha. Ra cho bố một phần tù. Để tôi mở dương cho. Không ai được động dương. Em cầm một. Mở cho. Mẹ chưa bát rồi tính tới chuyện mở rồi vậy. Nói gì vậy? Tao tiêu chảy thiệt rồi sao? Thôi, thôi đi. Thôi thôi là gì đó. Coi đi. Xếp tim ra coi. Coi. Kẻ hả? Nhắc coi quá. Ba thịt. Này, không muốn mày ăn lòng được cái đánh. Trời ơi, nó lắc. À, nhớ mày cuồng hồi quá. Cà... Lóc Linh cảm giác bán nó không được nhăn nha. Thì... Thịt đấy. À, có bóp luôn hồi mình chuẩn 2 được. Mấy ca. Anh làm có gì không có được. Cái... Cái ta. Ui, nhiều lóc sướng quá. Bán không cần mấy... Đấu á. Bốn ca ngực. Vậy sớm bảo đi mẹ. Gì nhờ? Cái app cái ping ở đâu nhỉ? On 12 giờ. Duy ơi nhớ bơm khói đi Duy. Thôi mẹ sắp lồn á. Có gì vậy? Một con rồi chết. Ngồi lại. Này. Ngồi ép đi. Chui lắm. 5 được 1. Sao nó lắc kìa ta ép bé nó tụt một. Sao cái vậy? Lồng đâu rồi? Anh chú sao ở lồng hay? Ủa sao? Đâu 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 có đánh chú đâu? Chết rồi. Bị nổ cái bực hết thôi. Đi ăn lồng đó. Cái tàu đánh trước đó bạn. Con bự không ta? Không có đánh, mình đang hồi mèo mà em có đánh. Đánh cái con bot đây, con quại lúc trăm ấy đánh trước là bị ném lồng. Năm thằng đánh trước. Ủa? Ừ, trời ơi. Chết mẹ, quên trình tắt ai rồi. Màu. Hello. Không, mình tới đây thấy à. Mình đưa là cứu ra thời giết thầy. À, 3, 4, phản kích. Gọi thủ ta đi, phản kích cái lồn. Bye bye nha, rồi sau đây. Ủa, anh nghe nói không mua cái xong rồi ổng mua nha. Anh được miền lưới ra. Sao con người? Trên thị quá lần 4 nữa. Đến thấy cái bàn bia. Đừng lại các bạn. Chết cha lệch. Không, ta thấy cái viên đỏ à. Sai. Để cái nằm á là anh có. Để con bóng là được à. Ga luôn đi Bèo ơi. Bèo la ga luôn đi anh. Có đít cái con mẹ. Ờ
Hello World. Mắc rồi. Ban này. Nào có mát đứng thế này mày, không hiểu quá. Hello bro. The fuck. Sai 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 sai. À chết mẹ. Ơ hay quá. Cơ hội lên lại top DPS đây rồi. Sao chết à? Phản đam chết chứ sao? Sao chết kỳ á? Kỳ quá ba. Xui mà chết. Xui. Mày xây rồi trời. Lát nữa nó thổi lửa thôi, đỡ. Cái đồ nó random mà. Nãy nó xây hả? Hả? Kỳ quá ta. Chơi tập trung cơ độ bà bạn. Chơi vlog mà sao bên đã quá bán quen trời đất. Không chịu à? Cứu rồi, đừng tin à, đứng cái chân quả cứu à. Đưa xác này, đưa xác này cứu không? Tao like. Ui, cái con này rồi. Hay rồi. Á à, lúc đang đấu được. Đó, cho nhớ. Cho ăn xác cho nhớ, càng tội chết. Sao, còn khách mình sao chết được. Bà rắp còn đứng được. Ờ, AOE. Rồi. Không sợ bên này nha. Không bút nha. Sợ ba que nha. Rồi ra nhật chứ sao ba que ấy. Cứ chạy vòng vòng vậy hay vậy. Ừ sao ba que. Ao ai bà ơi. Đừng đánh luôn đi. Ao ai. Thằng DC còn sớm cho, Đừng đánh luôn đi. Dừng đi chút. Dừng đi chút con sớm cho. Hello. Đừng đánh nữa. Còn 1.500.000 nữa kìa các bạn. Gọi Ron đi. Cho tôi chịu mới xúc. Gọi Ron đi. Ao ai này. Ao ai búp luôn. Búp bà. Rồi. Búp luôn. Búp đi, đi. Ơi né ra. Mấy tên này bay lại mình. Bình thường. Chết luôn. Cái hiện ép biện thinh bên pin ở đâu nhở? Biện binh là trong trẻ. Hello, làm gì đây vậy? Ủa, sao nó kéo mình? Nhờ công của bọn anh em được đánh free 4-5 giây á. Công lớn. Công à? Đây ra cõi lông rồi. Bẹt. Đứng trong kiếm chạy hả? Trong chỗ với trò chơi diện ấy thôi. Nhiều chế sao vợ á. Đứng ra sau lưng boss. Ôi ping đẹp mà. Đang vào sau 2 nhá. Hỏi thằng Blue có chưa? Cái gạc lại nó không để hiện sinh. Mày vào số 1. Ờ, tao số 1. Đủ đúng đau luôn á. Sau 2 chạy qua 8 giờ luôn á nha. Hay là cháu xin máy mà. Có gì tao báo cho, Tôi mất 15 giây. Nam có trong đi còn. Có. Tôi mất 10 giây từ từ thôi. Sao, đi đi. Rồi, đánh đi. Đi mẹ. Gì đi. Không biết đéo ai ở đây, chạy hết về 7 giờ. Đánh đi đừng có chạy về giữa đâu. Rồi. Đừng rút trời đừng rút. Thói một lúc luôn. Đâu sao mà hình đâu, nó bị đứng luôn rồi. Té đi mày. Đứng mà hình luôn rồi nè. Ừ rồi, cái mẹ bạn. Vâng ra, vâng ra. Để cần mình nữa ra. Hai bắt đầu vào xô, chạy vào xô luôn 5 ấy. Trời má nó. Thả gà em ạ. Vâng chưa. Chưa. Nhưng mà bạn đen rồi. Rồi vâng chết rồi.
Chết rồi, chưa băng. Chết rồi, chưa băng. Âm em, đừng có tắt game nè, tắt game mất hồn nha. Dạ sao? Quay, nằm nó đi, nằm nó đi. Em xoay, 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 xoay nào, xoay nào. Game không được luôn á. Thế hả? Không, mình sẽ tắt cái lộn gì. À, cứu em. Luôn. Rồi, thôi, ngon, tôi ngon, tự chạy đi ra các bạn. Sau thì sao? Lệch đó nha, tự chạy đi, tao không có chạy đâu. Cái mắt làm cái đó rồi. Thằng nào mà xuống được 3 con mẹ rồi. Mày vậy? Ui giời ơi, lửa. Phải lồn, ngào luôn mắt, kinh vậy. Đi hiểu, đi đến giờ. Vô sâu đi, phải làm sao? Làm bó đi, làm bó đi. Làm bó đi. Có đợi làm gì? Có đợi làm gì không hay sao? Học gì vào đây chứ? Không có được, game bị đứng rồi. Nó nằm đó kìa, đi đó. Cái đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đợi đợi luôn đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Bỏ, bỏ kìa. Rồi xét đi, rồi xét đi, rồi xét đi. Đợi nó đi, đợi. Bitcoin. Bỏ đi. Ủa còn game mà. Còn game mà bây giờ, bây giờ nó mà bấm 4 cái là nát luôn á. Bỏ hồn mắt, bỏ hồn mắt, bỏ hồn mắt. Nó đấy, nó 4 mất hồn rồi, đi xét đi. Cái này như hôm qua ấy, quen. Ừ, cái này quen quen, cái cảnh này quen quen, ăn được không chịu ăn, chứ rất mỏ. Thằng nào được mẹ đừng có lua mắt cái chân bó nữa xem nào. Chắc này ai đóng giùm em giùm ơi. Má giờ bị bắt ghê bị đứng rồi. Ê, giờ mới vừa rát này. Sao chơi... đi được không xin toàn lát không? Chơi đừng có bấm lên tao laptop ra ngoài địt mẹ. Lời nguyền không ai chơi xin bị lát. Đâu có tap đâu. Nó bị đứng hình luôn. Đi có mẹ về, đéo vui đâu nhá. Tao đéo muốn đi hôm qua thằng chó nhật ngoại tuyến luôn rồi kìa. Thôi đồ, đúng mẹ. Rắc em. Ừ. Thôi chờ ông nào rắc nữa, ông đó rắc chuyện này. Ừ. Sau đợt này đéo chờ đâu nha. Diễn biến rồi. Rắc là xui rắc gì nè. Cùng một kịch bản rồi. Ừ, kịch bản là quen lắm rồi. Rắt nữa là đéo có chờ đâu. Thì rắt lần mà. Tao muốn đi nhưng mà anh. Nhưng mà có cái đéo gì đâu ta. Có 5 cục linh hồn á. Được. Nhưng mà mid quy. Cái quy mẹ người ta chăm vàng à. 93 vàng. Tao mid quy được. Cái phát nữa mà. Tao mid quy mất được cái quy linh đồng thôi. Tao mid quy linh đồng rồi. Phát đúng là đấy mà. Dạ ông nào đi nữa tôi không biết nha. Tôi không đi xét nữa. Tôi hôm qua giờ ăn hành đau đầu quá. Ông nào đít nữa không biết. Mày này tối ra thêm 2 điểm. Kiệt ngũ bộ gớm kìa. Mày tối ra qua đi quả rồi. Cái hàng kế bên nó nhìn. 4 điểm. Qua hàng kế bên nó nhìn tụi mình đi quả nó hỏi team mới đi lần đầu ha. Ừ đúng rồi đúng rồi, bạn nói ừ đúng rồi. Sao nó lại hỏi vậy? Là đích tiền còn lọt kìa. Tại sao nó lại hỏi vậy? Tao đang chọn cái quả đi đúng thần luôn. Tiền này bị lần nguyên sao thêm hai thằng đích kìa. What the fuck? Cái đứng hình cái không đánh được luôn á. Hai. Đâu. Tôi biết ai giờ ông nào xui mà đích đích chuyện ra chuyện nha, không biết gì đấy. Không được không rảnh ngầu chờ với ông nữa đâu. Tôi mất gì nhận à. Khó rồi. Đi chơi đi lấy súng. Giờ nào đít nữa tôi chịu mà. Từ khi nào mẹ mình quay lại điểm xuất phát vậy? Bạn này đít nữa chịu nha. À đít nữa chịu nha. Còn chửi thì là đít game là nó bị đứng game. Nó đéo biết. Đéo mà giờ nó trong giờ nó đít nữa tôi không biết. Đúng game hay gì chuyện bày. Không tâm nữa. Bài mọc gì? Đã có ghi sẵn trên bài rồi mà. Ra đi coi Facebook vẫn bình thường. Chỉ có cái game là bị đứng thôi. Thì mình có internet tap ở ngoài. Có internet đâu. Đâu. Mẹ Facebook đi. Ngoài hút đâu. Đâu phải là đang, đang chọc con quả cái nó bị đứng rồi. Do RAM do RAM gì? Không phải do RAM, không phải liên quan RAM đâu, do game á. Mà cái game đang qua hay biết thì phải không? Nhận cái bút đi ram thôi, đủ lẫn đứng.
tắt mẹ đi. Cái Facebook đi cho nó đỡ nặng ra. Ý mà chỉnh cấu hình có thể luôn. Chạy gam này ngu này, điệp mẹ này đã kêu tắt đi. Bọn bà biết chạy có 4 người tôm chứ mấy điệp mẹ nói lên ta lên tin hoài. Có nào Facebook đưa đâu. Ta hack những thứ không cần thiết đi. Như chỉ Steam rồi đồ, ta hack đi. Đi cắt rồi hả? Bạn thử tắt đi cốt xem. Mình cho bạn mẹ một đi không trở lại luôn đấy. Ui, con bò. Thôi giờ ai xui đó chuyện nè. Đó trước rồi nè, xui ra chuyện. Ờ em để bé, em để bé, em để bé, em để bé. Em cố tình để bé. Nét đang ầm. Được đấy, hợp lý. Sao giờ em đã nhận thanh nữa ta? Không nhận âm thanh à? À, không âm thanh à? Không âm thanh luôn. Nam ơi, Nam. Thoát ra giờ lại. Nam ơi, cứ nhớ như này đi Nam ơi. Nhớ là sau... Thôi, đừng có thác nữa, địt mẹ. Cái lúc 30% ấy, 3 cào, 4 cào rồi đòn đặc biệt một cái là chạy thẳng ra ngoài luôn. Chắc chắn vào show thứ 2. Cứ nhớ đấy thôi. Kỳ quen rồi anh kìa. BD muốn cancel, phải nghe âm thanh. Lồn gì? Vậy nó nghe âm thanh được không? Không nghe âm thanh sao cancel? Sao nhìn kêu à? Má sao vậy? Má biết về đó để tập nhân chơi luôn, khỏi chuyển sang thiên. Rồi tốn 200 ngàn đổi nhân. Mẹ bữa đổi qua nhân lam này, mất mẹ 300k luôn. Được sao nữa? Giờ không đổi tiếp à? Không, đang bảo là nó có đổi tộc, con béo nó có đổi giấy luôn. Thì hồi đó là đang thiên, cái đổi ở Long, bây giờ đổi lên thiên. Ok ok ok. Đổi qua giới nào thì nó giới đấy, là mất 200k đổi tộc. Đổi tộc xong lại đổi giới. Một đổi qua liền mà lát luôn. Cũng có vô trái. Mày đứng làm ra cái ứ ạ à ta. Chứ bạn đi gì lẹ vậy? Thank you.
不睡，等到你遇见你整个机会，我相信我的直觉一定对。你说你喜欢森林系，而我多了一个G，就像 LOVE 去掉一半变萝莉，我在默默等着你，哪怕中年危机，我的爱不过期。你说爱喜欢随天意，我就爱上了经历，预知了所有运气，换一次概率 lucky， 伪装的不在意，哦，假装很佛系。I don't wanna think about your past anymore. I don't need you anymore. 你现在过得怎样？我不知道，只知道你对谁谁谁谁都一样，可还是。就像迷失在你的世界里，选刚刚好，孤独比被爱难以入睡。爱不爱还是你说了算，就算哭着说要离开我依然没关系，转身说不会哭，却突然的撑不住，我也撑不住，无法用借口让自己再停住。闷淡了，散了，累了，痛了，不必从梦境里醒了，一瞬间的错觉恐怖的让我成为了戒不掉的习惯。其实有很多话想对你说，我期待着却同时也绝望着，等待阴天降雨，希望掩盖泪水，你不是我的谁，就不再认识谁是谁的谁。I don't wanna think
about you. I don't need you anymore. It's not free drain, don't let me scream. 3秒人生 dream, 不过解放dream. 有他本命的table race table bar. 我盘的是不是这次内部的skin Joe. You know, she never say no. 我在想着见你 say hello. 原来里面有了 my heart 缺了空，却只有的痛 有我一个人懂。 爱不爱还是你说了算，就算哭着说流泪给我依然没关系。 说不会哭，却突然的止不住，我已撑不住，发勇戒口让自己再停住。会哭泣，哭得红人，显得越深，显得越痛，假的笑着勉强笑给谁看？不再说爱不想疼，爱各自好。你笑我，笑我笨的，眼泪流不回头。我们淡了，散了，累了，痛了，我该从梦境里醒了，一瞬间的错觉恍惚。 让我成为了戒不掉的习惯。其实有很多话想对你说，我期待着却同时也绝望着，等待阴天将雨，希望掩盖泪水。你不是我的谁，就不再认识是谁。谁能的谁散了泪了痛了，我该从梦境里醒了，一瞬间的错觉恍惚的让我。 那天你突然闯入我世界里，缘分那么奇妙，让我们相遇。你说对我没脾气，要怎么闹都可以，陪我熬夜叫我早起。当我躲在角落里伤心委屈，你总能赶走我。
跳跃的树合影，假装目不转睛，想你的脚步走走停停。酸甜透明夹心，味道排列整齐，等你的选择雕刻下印记。像冬天的冷意，笨拙的心情小心翼翼。天边小心的雨，街角的咖啡厅，灌满了糖心温柔的清晰。看你眼睛，心跳的频率就像是句明明在靠近，整颗心却越到北京。玻璃糖盒子里的关心，被选中的游戏，透明的爱意，谈说理想一场轻喜剧，在时光里继续完美的剧情。整个星球布满了水晶，熙熙攘攘人群和身边的你，找不出原因，三心二意，奇怪如